Xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Chagen TM 6000, một dòng xe đạp phải nói là siêu phẩm trong dòng xe đạp thể thao. Thì ở đây là một chiếc xe đạp nhập bãi Hàn Quốc các bác nhé, một chiếc xe đạp nhập bãi thị trường Hàn Quốc và sử dụng một cái bộ chuyển động là Shimano DOG, khung là full carbon, sóc giảm sóc hơi và lốp 27,5 mà đang bán tại cửa hàng em mức giá là 11.800.000, một cái mức giá rất là rẻ cho một chiếc xe đạp khung carbon này, nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc về các bác nhé. Khung carbon đây, các bác có thể nhìn đây, tem bãi Hàn Quốc đây và một loạt những cái tem thông số ở trên khung đây, toàn bộ là tem của Hàn Quốc hết. Tem đăng kiểm đây, tem bãi. Đấy, xe thì được sử dụng bộ khung là carbon và chiếc xe này gần như là mới tinh luôn các bác, gần như là mới tinh các bác nhá, không có một vết xước nhỏ đáng kể trên khung cả. Đấy, phải nói là chủ cũ họ đi rất là giữ gìn. Đấy, cảm giác như là họ không đi chiếc xe này luôn đấy. Các bác có thể nhìn thấy cái vân lốp rất là mới, cùng xe thì các thứ cực kỳ đẹp. Được sử dụng một cái bộ group chuyển động cũng rất là ok của dòng Shimano các bác nhá. Đấy là dòng DOG với 10 lít xích nít, các bác có thể nhìn thấy này, gần như là mới tinh, không có vết bẩn luôn. Xích nít rất là sáng. Bộ DOG, sử dụng bộ DOG, dòng này nó là dòng khá là mới các bác nhé, thì nó sẽ dây chạy ở đây. Đấy. Trên phần bi đông chúng tôi trang bị là bộ tay bấm xả DOG đây và một cụm phanh dầu của Shimano. Bánh bánh lốp là 27,5 inch. Sử dụng bộ lốp chassis của Mỹ các bác nhé. Đây là bản lốp là 27.5 nhân 2.10 đây, bản lốp rất là rộng. Và gai góc trên lốp tạo cái form xe rất là đẹp. Cọc này là cọc nhôm. Cọc nhôm mà đi đóng phốt tăng nhôm. Giảm sóc hơi các bác nhé, giảm sóc này theo xe luôn, nguyên zin theo xe, giảm sóc hơi. Một cái bộ cấu hình rất là chất lượng, DOG giảm sóc hơi, bánh 27,5, máy Shimano. Và lại còn được nhập khẩu thị trường Hàn Quốc, cái giá bán chỉ có là 11.800.000. Rất là ok. Dán sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 45 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm, thì xe phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m63 đến khoảng 1m73 đi phù hợp. Xe nó giữ cái độ mới này thì cái bộ chuyển động nó rất là ngon thôi.
Chiếc xe này phải bán em bên em mức giá là 11.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em mua lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.